Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một siêu phẩm mới về bên em, dòng thương hiệu Gian, một trong những cái thương hiệu dòng xe đạp thể thao rất là được ưa chuộng trên toàn thế giới. Và đây là một cái mẫu Gian dòng XTC cao cấp nhất tại thời điểm hiện tại, dòng model cuối cùng của dòng XTC. Thì như giới thiệu những video trước đây, thì em đã về từng rất nhiều dòng model của dòng Gian cao cấp, dòng XTC. Thì đây là một trong những dòng Gian XTC quốc tế 880. Thì bây giờ xin mời các bác giới thiệu xe. Vâng, trên khu các bác đây là cái mẫu dòng Gian mountain bike, dòng địa hình, dòng 27.5, model cao cấp nhất của thương hiệu Gian địa hình XTC 880 của dòng Phúc Nhôm. Thì những video trước đây em đã review rất nhiều cái dòng Gian, thương hiệu Gian dòng địa hình rồi. Thì riêng cái mẫu địa hình XTC này là mẫu địa hình dòng cao cấp nhất. Thì cái model của nó là cái series 800, 820, 840, 860. Và cái model cuối cùng của dòng Gian XTC là cái model của dòng Gian XTC 880. Là chiếc dòng hiện tại bác đây, em mang về đây, dòng cao cấp nhất nhá. Xe làm từ hợp kim nhôm, tông màu chủ đạo là tông màu trắng sữa. Ở trên hình ảnh các bác đây thì cái camera nó hơi sáng một chút, ở ngoài thì cái màu của nó là màu trắng sữa chứ không phải màu trắng tinh thôi nhá, trắng sữa. Đây là màu có như này không này. Tổng thể xem đánh giá là tầm 85-90% xe. Xe còn rất là đẹp không nhá. Và cái mẫu dòng Gian XTC 880 này 27.5 là cái dòng Gian quốc tế. Đã nói rồi là dòng Gian quốc tế. Các bác có thể lên trên mạng để tham khảo thêm về cái dòng Gian XTC 880. Và xe làm từ hợp kim nhôm Aluminium FL. Thì như các bác biết thì em giới thiệu những video trước đây của thương hiệu Gian, thì dòng nhôm Aluminium là dòng nhôm siêu nhẹ của dòng Gian rồi. Thì cái model của cái nhôm này là cái model của FL, cao cấp hơn, rất là nhẹ hơn và cái độ bền chắc chắn là cứng cáp hơn so với những dòng khác. Vì đây cũng là một mẫu cao cấp rất là đắt tiền. Rất nhiều các bác hỏi em về cái mẫu dòng Gian địa hình bánh 27.5, thì đây là một chiếc cao cấp đây của dòng Gian XTC. Cái model là 880, model cuối cùng của dòng Gian XTC. Xe trang bị với dây âm sườn cao cấp. Cổ phớt đi đông của chính hãng Gian, nguyên bản tháo xe. Đây có cái chắn của dòng Gian này, cái lá chắn của cái đi đông xe. Thì các bác thường chỉ thấy những cái dòng xe cao cấp của thương hiệu Gian từ XCR 3007 là nó có cái được trang bị cái cổ phớt của nó, có cái tiếng chèn đây này, điều chỉnh này, rất là tiện lợi và cao cấp. Có hai bên cái lắm xe, có trang bị hai miếng inox rất là sáng, rất là khỏe xe, cái lắm cũng rất là mới. Xe được trang bị với tay bấm xả chính hãng của Shimano Deore, và cụm phanh trước là cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Bên phải em trang bị với bên tầng đĩa chính hãng của Shimano Deore, và phanh cũng được sử dụng phanh dầu, cụ bằng sau phanh dầu thủy lực chính hãng Shimano. Các bác có thể lên trên mạng để tìm hiểu thêm về cái dòng Gian XTC 880. Cái giá thành của xe dòng Gian XTC 880 này cũng rất là cao so với giá hiện tại. Vì đây cũng là một mẫu dòng Gian cao cấp của mountain bike, dòng địa hình được cải tiến hơn rất nhiều so với những mẫu Gian trước đây nó về. Giảm sóc dầu chính hãng của Rốc Sóc. May rơ chính hãng của Gian. Vành của Gian chính hãng nguyên bản theo xe. Vành mà lốp còn rất là mới. Ôi, bác nhìn đây.
xe rất là giữ gìn, xe người chủ cũ đến rất là giữ gìn, xe lâm xe rất là đẹp các nhá. Vành chính hãng của Gian, Mayer chính hãng của Gian. Kích thước lốp là 27,5 x 1,95. Mã vạch đằng sau dưới khung xe đây. Đó là thế. Đó là trang cái mã vạch này ra. Đó là chính hãng của dòng Gian TC80. Của nguyên khung xe Phục Yên chính hãng của Gian. Yên của Gian. Nguyên bản theo xe. Nó rất là hiếm về một chiếc trước mà dòng Gian cao cấp, dòng mountain bike. Thì những bác nào ưa thích cái dòng địa hình như đây cũng là một cái thương một dòng lý tưởng các bác. Dòng XTC80 cỡ 27,5. Bùi nó rục rỗng, chính nhãn của Shimano DOD. Gạt đĩa của DOD. Củ đè sau là củ đè của DOD. Trang bị với 10 tầng lip. Lip còn rất là mới. Mayer xong là Mayer chính hãng. Nguyên bản theo xe. Vành chính hãng của Gian. Lốp Maxim cỡ 27,5. Lốp còn rất là mới không nhá. Bên ăn mặc lại rất là khỏe. Xem tổng thỏa sức Gian cao cấp nhất thì bên em mới về dòng Gian XTC80. Đây là cái model cuối cùng của thương hiệu XTC, model của Gian. Cỡ 27,5. Và bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Và chiều cao đứng của khung xe là size 43. Tức là size S này. Thế các bác là 1m6 đến chiều 1m7 đi vừa. Cũng là một cái chiều cao lý tưởng cho các bác. Xe còn rất là đẹp các nhá. Bây giờ khi vào nhà thích cái hoạt động của xe. Lên lip. Trang bị với 10 tầng lip. Và khung cấu hình group của Shimano DOD xuống lip. Với bộ khung nhôm Alloy XL. Rất là chắc chắn và nhẹ. Bên phải em là đùi đĩa của Shimano DOD, 3 tầng đĩa, sừng rỗng, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, chuẩn rất là trơn tru mà. Các bác nào có hỏi em về những dòng xe địa hình cao cấp, dòng 27,5, thì lên về một chiếc đây. Tổng thể xe rất là đẹp, em đánh giá là tầm 85-90% xe. Đây là những cái vết quay cho bác xem. Đây là cái tem vỡ của dòng Gian. Đây. Cái tem của lói cho bác chứ không phải là xước hay là bị sao cả. Đây tem vỡ. Tem vỡ của thương hiệu Gian. Và em vừa đánh giá tổng thể trong chiếc Gian Mountain Bike 27,5 XTC880 dòng Gian quốc tế. Và xe giá rất tốt bên em là 13.800.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là con tôi liên hệ qua Zalo 0975 709943 hoặc lên YouTube thì chưa xe đạp, nhấn đăng ký theo các kênh. Vâng, hẹn gặp lại trường ngày mai.